kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài sư vãi bán khoai tiên tri chiến tranh trung đông do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau thứ nhất lấy vợ người ta thứ nhì ác đức sinh ra thú cầm thứ ba châu chó làm ăn thứ tư có chửa phá thai vậy mà xanh rồi thác xuống diêm la xa vào hắc ám khảo cha khổ hình thứ năm chẳng kể diêm đình thứ sáu khi dễ phật thần thánh tiên thứ bảy chê trong cửu huyền thứ tám hiếp đáp người hiền mồ côi cho nên mắc đọa luân hồi cùng căn mặt kiếp mặt đời trung thân thứ chín chửi gió mắng rông đánh đầy chửi tớ đắng cay muôn phần tuy là nó ở tớ đầy thiên sanh nhân số phải xoay luân hồi ai ai cũng số ở trời tiền căn báo hậu vậy thời bớ dân lung lăng thời khó muôn phần nói cho bá tánh dưới trần luận suy thứ mười đừng có khinh khi khó nghèo tàn tật với người cùi đuôi. Thấy ai đói khó cút côi, sang dầu hiếp đáp vô hồi chẳng thương. Đừng khoe lớn cột cao tường, bạc muôn lúa vựa chẳng thương dân nghèo. Ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Xung về một hội rất đông, cuồng phong thổi tới gấm không còn gì. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử siết chi yêu phiền. Rồng bay sao xuyến nào yên, rắn bỏ giáp giới đảo điên dương trần. Sám giảng người đời quyển 11, Sư Vãi Bán Khoai viết năm 1901. Lời bình, câu sấm. Mèo kêu nghe tiếng ai bi. Quân thần phụ tử siết chi ưu phiền. Ám chỉ năm mèo quý máu 2023. Chiến binh Hồi giáo Hamas giải Gaza tấn công Israel. Chiến tranh Trung Đông bùng nổ khắp vùng. Thành phố sụp đổ tan hoang. Người chết kinh hoàng. Đói khát tràn lan. Câu sấm rồng bay sao xuyến nào yên, rắn bỏ giáp dưới đảo điên dương trần. Ám chỉ chiến tranh Trung Đông tiếp tục tàn phá các thành phố vô cùng khốc liệt qua các năm rồng giáp thìn 2024 rồng bay sao xuyến nào yên và năm rắn ất tỵ 2025 rắn bỏ giáp dưới đảo Điên Dương Trần. Thương vong khủng khiếp, người chết vô số xác thây không kịp chôn chất trồng đống, mùi tử khí bay cao ngút trời, kỷ nghệ dầu hỏa tê liệt, vật giá gia tăng lạm phát tiền tệ, rối loạn xã hội. Trước đại họa chiến tranh thiên tai dập dồn, sư vãi bán khoai khuyên bá tánh hãy quay đầu sám hối, cải tả quy tránh, làm lành lãnh giữ. Không nên ỷ thế giàu sang ức hiếp người nghèo khó, hãy mở lòng từ bi thương xót kẻ cơ hàn, may ra thoát qua cơ sàng lọc kỳ này. Đừng khoe lớn cột cao tường, bạc muôn lúa vựa chẳng thương dân nghèo, ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông, xung về một hội rất đông, cuồng phong thổi tới gấm không còn gì, buồn rầu rầu, buồn rầu rầu, hỗn ngươn xoay lại đời nay mơ màng, mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân, ngọn cờ phất trống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đảng khác nhau, quặn ruột đau, quặn ruột đau, Phật tiên thương chúng dạ sầu héo khô, gắng công lục tự nam mô họa may cá suối gặp hồ liên hoa phật trời lòng lại xót xa giáo trong thiện chúng long hoa mà nhờ gió đưa ngọn cỏ phất phơ sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây cảnh đã xây cảnh đã xây nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời xem trong máy tạo hết rồi ngửa nghiêng biển thẳm giã rời bờ ao thuyền ai chạy tới sông đào thuyền ông bắt nhã phật vào độ dân khuyên người sớm xả bụi trần dắt cho khỏi trốn mê tân bớ người xúc xanh ngạ quỷ là loài màng chi những chốn lạc loài đọa thân tây phương thóng bước chân lần hưởng nhờ muôn thuở biểu châu thiếu gì tín thành truyền dạy vân vi bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn nay xem cảnh thế tình lình vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào sớm còn tối mất lao đao tỉ như trời chớp sáng nào đặng lâu dặm canh thâu dặm canh thâu thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng ra khổ trong đời gian nan. Sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở Đình Tổng Sơn năm kỷ dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu Biên Khảo Ấn Tống năm 1973. Lời bình, câu sấm, mèo kêu vang, mèo kêu vang ám chỉ năm mèo quý mão 2023 chiến binh Hồi giáo Hamas giải Gaza tấn công Israel khai màn thế chiến ba cầu sấm rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân ám chỉ chiến trường trung đông lan rộng càng khốc liệt hơn qua các năm rồng rắn giáp thìn ất tỵ 2024 đến 2025 bệnh viện ở Gaza bị không kích hơn 500 người thiệt mạng sang qua năm rồng rắn giáp thìn ất tỵ 2024 đến 2025 chiến tranh lan rộng khắp vùng trung đông thành phố sụp đổ chết chóc kinh hoàng Kỷ nghệ dầu khí phá sản, khủng hoảng xăng dầu tồi tệ, kinh tế suy thoái, lạm phát gia tăng, vật giá leo thang, xã hội rối loạn, chính trị bất ổn, giặc dậy lăng xăng. Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Zero Giờ, for di chuyển cùng USNS Laramie TAO-203 trong quá trình tiếp nhiên liệu trên biển ở phía đông biển địa Trung Hải chuẩn bị chiến tranh lan rộng vùng Trung Đông. Buồn dầu dầu buồn rầu rầu hỗn ngươn xoay lại đời nay mơ màng mèo kêu vang mèo kêu vang rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân ngọn cờ phất trống thùng tan kẻ lên người xuống hai đảng khác nhau quặn ruột đau quặn ruột đau Phật tiên thương chúng dạ sầu héo khô trong hoàn cảnh chiến tranh sắp tới nhân loại trả quả cộng nghiệp vô cùng tang thương chúng sanh hãy quay đầu sám hối ăn năn làm lành lánh giữ vọng cầu trời Phật thứ tha may ra thoát qua cuộc sàng lọc, gắn công lục tự nam mô, họa may cá suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiện chúng long hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lai đời khác, đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tạo hết rồi, ngửa nghiêng biển thẳm, dã rời bờ ao thuyền ai chạy tới sông đảo, thuyền ông bắt nhã Phật vào độ dân, khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi trốn mê tân bớ người. Xúc xanh ngạ quỷ là loài, màng chi những chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thóng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở biểu châu thiếu gì tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế tình lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỉ như trời chớp, sáng nào đặng lâu, dặm canh thâu, dặm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng ra khổ trong đời gian nan. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem. Sydney, ngày 21 tháng 10 năm 2023 do kỳ vân cư sĩ biên khảo.